thân thân ạ. Thứ mỗi gật ạ. Nhưng nhớ lưu sử dụng đồng điểm điên tuổi ạ. Ôi thân tạo giấy mỗi trình ạ. Dòng thia trò bây chỗ cái tì tạo xây ạ. Tạc ăn gì nữa ạ. Phần thi ứng xử thì cho phép em xin đọc câu hỏi của mình ạ. Cảm nhận của bạn như thế nào khi đến lớp học mà cả lớp là người dân tộc Kinh, một mình bạn là dân tộc Mông? Đầu tiên thì em xin cảm ơn câu hỏi của chương trình đã mang đến cho mình. Em xin phép trả lời câu hỏi ạ. Thì lần đầu tiên thì đây cũng là một câu hỏi khá là khó. Nhưng mà theo em thì khi mà mình bước chân vào một cái lớp hoặc là một trường mà rất là ít dân tộc Mông ấy ạ, thì dĩ nhiên là điều đầu tiên là mình bước vào một cái lớp đấy thì em cảm thấy là mình có sự lạc lõng và một chút tủi thân về, bởi vì là không có ai cùng dân tộc mình, hoặc là không hoặc là các bạn khác tên của mình sẽ khá là đa số thì tên của các bạn dân tộc mình thì đa số là khá là khó đọc hoặc là khó để nói, thì các bạn có thể là sẽ có bạn thì sẽ chế một chút gọi là nhìn mình bằng một con mắt như nào đó, hoặc là khá là không thích mình á. Nhưng mà mua hàng bên này an tâm là hàng thật. Nhưng mà việc mà cả lớp mà chỉ có mỗi mình là dân tộc thôi, thì em cảm thấy điều đấy là mình cũng có một phần tự hào, bởi vì là mình đã cố gắng thi và vào được một cái lớp mà có các bạn không phải là người dân tộc mình, và điều đấy thì cũng cho mình học thêm văn hóa của các bạn và khiến cho mình làm cho mình phát triển bản thân theo một cái cách theo văn hóa của các bạn, hoặc là và đấy cũng là một cách rất tốt để mình học hỏi văn hóa của từ nhiều dân tộc hoặc là từ nhiều bạn khác nhau. Em xin cảm ơn. Đầu tiên em cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Ngay từ đầu là em đã xác định là mình cố gắng vào thi và cố gắng vào cùng các bạn cố gắng vào cho đến những ngày cuối cùng, nhưng mà cũng vì là điều kiện nói chung là vấn đề cá nhân, với cả em cũng có một số lý do cá nhân riêng, nên là sáng nay thì em rất là phân vân luôn ạ. Và nhờ sự động viên và ủng hộ của các bạn thì em đã quyết định, và nhờ cái động lực rất lớn đấy thì em đã quyết định vào thi ạ. Xin cảm ơn quyết định rất là đúng đắn của bạn là tiếp tục